Xin tái cùng với quý vị khán giả qua vở kịch Hiệp sĩ Thường Chết. Tại công viên Hoa Mã, trong đêm tối chỉ có ánh trăng và những ngọn đèn lẻ loi chiếu qua màn đêm. Gió đang thổi, trong khung cảnh kia vẫn đó có một đôi trai gái đang nắm tay nhau đi trong dạo trong đêm. Trời trai có vẻ nguyên lý và kỳ lạ, khi thỉnh thoảng cứ nhìn lên bầu trời như đang lo sợ ánh trăng hiện ra. Cô gái thì vô tư đi bên cạnh chàng trai, thỉnh thoảng lại quay qua nhìn chàng bằng đôi mắt say đắm. Anh này, sao hôm nay anh lạ quá? Vì trăng đẹp hay là vì em đẹp? Sao trăng đẹp nhiều rồi, đẹp đâu mà đẹp? Vì em đẹp quá đó. Cheers.
anh quen đây. Hồi nãy bị ảo giác đó, sao đâu có đi mà. Xin được cảm ơn.